tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, Điện tử Cao Phong lại test chất âm cực kỳ hay, tiếng rất sạch sẽ của một cặp loa hàng bãi xịn đến từ thương hiệu rất nổi tiếng Audio Center. Model của cặp loa này là LS15+ Bass 40 và tép kèn. Loa đẹp xuất sắc luôn. Bass 40, các bác nhìn ngắm nhìn hai chiếc bass đồng đều, hai chiếc tép rất là đẹp. Phễu tép bằng kim loại các bác nhá, chứ không phải bằng phễu nhựa thông thường đâu ạ. Chất âm cộng hưởng với kim loại nên là cho ra tiếng tép rất là giòn. Và đặc trưng của các model và các dòng sản phẩm của Audio Center rất hay là màu đỏ rất đẹp. Đó, Bass 40 gân vài lỗ thẩm dầu, hai bass đẹp cực kỳ đẹp. Đó, rất hay, tiếng cực kỳ sạch sẽ các bác nhé. Được sử dụng cho mình một cái chiều cao tầm khoảng 70, chiều ngang tầm khoảng 50, vâng, chiều sâu cũng tầm khoảng 45-50, rất đẹp, thùng 5 cạnh. Và đặc trưng của dòng loa Audio Center là thùng gỗ và sơn sần cát. Đó, rất đẹp luôn. Lỗ thoát hơi phía đằng trước cho tiếng rất hay. Dòng loa Audio Center thì dòng loa đây là dòng loa đình đám trên thị trường. Nó thuộc phân khúc cao cấp các bác nhé. Tiếng rất hay, sạch sẽ. Với những đôi loa Audio Center Bass 40 model LS15+ này thì các bác có thể ghép vào mọi cấu hình âm thanh, vừa hát karaoke gia đình, vừa nghe nhạc, hoặc các quán cà phê, nhạc phòng trà, cà phê sân vườn hát cho nhau nghe, hoặc là các buổi làm sự kiện, buổi biểu diễn sân khấu, biểu diễn chuyên sâu, tức là phạm vi sử dụng rất là rộng. Vâng, mọi chi tiết các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ theo số Zalo 0368724218. Cao Phong sẽ gửi hình ảnh chi tiết về nội thất của cặp loa này. Và số 0772260096, đó là hai số hotline của trung tâm điện tử Cao Phong. Đẹp xuất sắc, zin tuyệt đối. Cặp loa này có cái cặp phân tần của nó rất đẹp các bác nhé, rất là đẹp, phân tần cực kỳ chất luôn. Đấy, các bác nào mà muốn xem nội thất thì kết nối Zalo với điện tử Cao Phong, số điện thoại 0368724218. Cao Phong sẽ gửi hình ảnh cho các bác. Quá đẹp luôn ạ. Tiếng rất sạch, nghe nhạc rất hay, hát karaoke tuyệt vời. Hát karaoke dòng loa Audio Center thì tiếng của nó rất là sáng và nó nhẹ, hát hay, tiếng dày. Vâng, rất tuyệt vời. Bass 40 gân vải tẩm dầu, phễu ống tép kẹt màu đỏ rất đẹp. Loa zin tuyệt đối các bác nhá, rất là zin, bass tép phân tần rất là zin, thùng vách đẹp. Sau đây em quay qua về cái ba bè bốn bên các bác cùng ngắm nhìn này, rất đẹp nhá. Đây, thông số của cặp loa này này, Audio Center này, LS15+ này các bác nhá. Đó, công suất của nó rất là nhiều các cái ngưỡng này, 400W này. Như dòng loa bãi xịn thì người ta ghi công suất rất là chuẩn, số lô đầy đủ nhá, hàng hãng tiêu chuẩn, hàng hãng luôn. Đấy, thùng gỗ sơn trần cát là đặc trưng của những lòng loa Audio Center. Và tất cả các cái viền xung quanh để bắt căng này vào là toàn bằng kim loại hết này các bác nhá. Đó, Bass 40 gân vải tẩm dầu, loa rất là đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu xin mời con liên hệ điện tử Cao Phong. Vâng, cảm ơn các bác. Các bác xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ điện tử Cao Phong một nút nhấn đăng ký kênh và một nút like chia sẻ. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau đây Cao Phong sẽ nhích volume lên, các bác cùng thẩm âm nhé, tiếng rất hay luôn.